lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Thống Nhất vừa đến thăm, tặng quà cho 10 gia đình có người khuyết tật trên địa bàn xã Lộ 25. Tại các nơi đến, đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của những người khuyết tật, động viên các gia đình quan tâm chăm lo để những người khuyết tật khỏe mạnh, sống vui cùng với gia đình và gửi tặng mỗi gia đình một phần quà là tiền mặt 400.000 đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với người khuyết tật, kịp thời hỗ trợ động viên gia đình của người khuyết tật vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.